Chào mọi người, hôm nay mình sẽ đi chợ sớm để chuẩn bị mua quà về quê nha mọi người. Mời mọi người theo chân mình đi chợ nha. Đi nhậu rồi. Vô nhà ông đồng nghiệp. Cho chị con cá chẩm. Đây lấy cho Vinh vô. Nó chín to luôn, không khỏi cần đâu, công an mà vui vui. Quá trời cá ngon ha. Rồi. Xin chào mọi người, chào mọi người đã đến với kênh Ngân Vũ Family CV. Hôm nay mình sẽ chuẩn bị sáng giờ là chuẩn bị đồ để về quê và đã xong mọi thứ rồi, hành lý nè, vali nè, quà nè, và đây là cháu mình và đứa con út của mình ha. Và chúng mình sẽ cùng nhau lên đường. Chào mọi người. Chào mọi người. Chào mọi người. Chào mọi người. Con trên đường đi đâu? Xem biết. Con đi lên xe đi đâu? Con đi đâu? Con đi lên xe biết. Đi đâu? Đi về đâu? Đi bà ngoại. À. Không có cảnh nào mà mệt mỏi hơn còn cái cảnh chờ xe ha. Nôn dữ lắm rồi, con của mình nó trông chờ cả tuần nay. Sau khi kết thúc học kỳ thì chuẩn bị mọi đồ đạc để về quê á. Thì cũng 2 năm rồi gia đình mình mới có dịp đi về quê. Do là dịch bệnh á kéo dài mình chưa có về thăm ba mẹ được. Thì hôm nay là tranh thủ đưa các cháu về thăm bà. Cuối cùng thì xe cũng tới rồi nè mọi người. Hôm nay mình sẽ đi xe giường phòng của Tuấn Hiệp nha mọi người ơi. Cháu mình và con Út mình chuẩn bị lên xe. Nè, nè nè con nè. Thiên. Chào mọi người ơi, chào mọi người. Chào mọi người. Hôm nay là đi bà ngoại Đó. Cùng gia đình đi lên Vũng Tàu. Đợi hai đứa là nằm giường đâu, nằm xuống cho mẹ con coi đi. Đúng. Thẳng chân lên. Trời ơi, gì? Hai đứa nằm thoải mái luôn ha. Để chụp hình này gửi cho mẹ con. Trời quá thoải mái luôn, rộng rãi luôn. Hai đứa nằm quá ok bà. Luôn. Rồi. Thôi con áo kính cho con ngủ mất hay. Nhớ bảo quản kính của mình nha. Có cái học đó đó. Ăn đi luôn. Thì đây là cái giường phòng VIP của xe Tuấn Hiệp ha mọi người ha. Giường thì rộng mênh mông luôn, khoảng 1,5 m lận á. Nói chung hai người nằm rất là thoải mái. Có tivi, có sạc, có máy massage đầy đủ, có tai phone để cho mình nghe luôn ha. Bây giờ thì mình ngủ đây, hẹn gặp lại mọi người tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha. Chào mọi người, sáng mai mình sẽ gặp lại nha. Sau khi 2 tiếng tới Sóc Trăng thì gia đình mình xuống chạm dừng chân đi vệ sinh và ăn uống nè mọi người. Thì ở đây cháu mình nó sẽ ăn là một tô hủ tiếu tái, hủ tiếu bò tái, con mình định ăn một dĩa cơm sườn ha.
À, chồng mình cũng ăn một dĩa cơm sườn, còn mình là một tô hủ tiếu, nạp năng lượng rồi và chuẩn bị đi. Hôm nay á, xe nó bị gì á, không biết nữa mà ha, chắc là nhiều trạm nhiều đường á. Anh này rất lúc này là hơn 6 giờ sáng rồi mà còn chưa tới Bà Rịa nữa mọi người. Nói chung là do là xe đi hàng nhiều quá và phải dừng để bỏ hàng ở nhiều nơi, cho nên theo lịch trình thì trễ. Hồi lúc trước á, mình đi á, thì khoảng 7 giờ lên xe thì khoảng chừng 4 giờ là mình đã tới Bà Rịa rồi. Bây giờ là 6 giờ rồi mà vẫn chưa tới Bà Rịa và xe vẫn còn đang chạy rất là chậm để mà bỏ hàng. Nói chung là nôn dữ lắm rồi. Đây là giáo xứ Long Hương nè mọi người. Trời ơi, các bạn thử tưởng tượng đi, một người đi mấy năm trời mới bắt đầu về quê thì cảm giác nó nôn nao như thế nào, mong chờ hả đến nhà như thế nào mà xe chạy chậm cũng bực dữ lắm á mọi người ơi, nhưng mà cũng phải ráng thôi. Đây đây đây, cái cổng chào thành phố Bà Rịa nha, cổng chào thành phố Bà Rịa đây này đã xuất hiện rồi nè mọi người ơi. Vậy là gần tới bến xe Bà Rịa rồi. Thì nhà mình á, xe không có đi thẳng về thị trấn Phước Hải mà sẽ bỏ mình ngay chỗ bến xe Bà Rịa và mình sẽ bắt taxi đi từ bến xe Bà Rịa và đi qua huyện Long Điền rồi mới vào thì huyện Đất Đỏ thì mới tới thị trấn Phước Hải quê của mình ở ha. Đây là mình đi taxi bắt đầu quẹo vô huyện Long Điền nè. Thì từ Bà Rịa mà về tới thị trấn Phước Hải thì khoảng là 18-20 cây. Thì mọi người đi taxi thì khoảng 20 phút là sẽ tới ha. Đó là taxi chạy chậm do là đường ở Phước Hải á, là hiện nay mình nghe nói là đang mở rộng và đang làm đường, đang thi công, cho nên là cái lịch trình mình di chuyển hơi chậm. Chứ thường thường taxi đi khoảng 15 phút là sẽ tới nha. 2 năm rồi mới về đây á, thì thấy á, là từ công viên nè, phố xá nè và mọi thứ đều đổi mới hết trơn mọi người. Nói chung là quê mình nó đổi mới nhiều thứ lắm, cảm giác về quê nôn nao dữ lắm rồi. Đây là cái cảnh trên đường về quê nè, mời mọi người theo chân mình ha để ngắm nhìn cái toàn cảnh từ trên đường từ Bà Rịa về quê mình nha mọi người ơi. Mấy chỗ cái sào đồng chị hai dĩa cơm chả nha chị hai nha. Mời mọi người tham quan sơ sơ view nhà mình nha. Cuối cùng cũng về tới nhà rồi mọi người ơi. Trời ơi, vườn rau của mẹ tôi nè. Tuyệt vời chưa? Bột nhà mẹ mình làm rồi nha. Bột này là nhà tự làm nha. Bột miếp với lại bột gạo nha mọi người.
mà ngoại tự làm á, sân thượng. Sân thượng nhà mình đó, xung quanh sân thượng nhà mình. Đây là cái vườn rau ba mình trồng ở trên sân thượng nha. Nha đam mọi người thấy không, bông của cây nha đam á, trời ơi có cây đu đủ luôn, dữ dằn. Này là mồng tơi, hoa sứ. Xã nói chung là ông bà cũng lu bu lắm, trồng mấy cái loại cây đơn giản thôi. Đây là biển nè, nhà mình nhìn ra biển là cách biển khoảng 100m là tới ha. Tuyệt vời khi về nhà. Thì vài hôm nữa mình sẽ quay cảnh biển cho mọi người xem. Giờ mình sẽ đi xuống khui đồ ra ha. Dạ. Ủa cái này là ngang hay là thẳng vậy? Của anh là mặc định ngang mà. Rồi mặc định ngang. Mừng là mấy em cua hoàn toàn khỏe mạnh nha. Cua đem từ Cà Mau về Phước Hải nha mọi người. Khỏe mạnh. Cũng vuột dây hay gì à? Này ngày mai thằng Thánh ở quê mình. Một cái tô cơm to như thế này mọi người có thể đoán được giá bao nhiêu không ạ? À? Chỉ có 15k thôi nha mọi người. Gồm có cơm, chả, đậu đũa xào, mì xào. Một tô cơm rất là to, ăn bao no luôn. Duy nhất chỉ có ở Phước Hải mới có giá này thôi nha mọi người ơi. 15k một tô, 15k một tô. Đi đâu cũng phải về đây kiếm tô cơm này ăn hết á. À rồi, xin chào mọi người. Sau 12 tiếng đồng hồ vất vả đi xe và cũng đã về tới nhà. Thì sau khi thui đồ được xong rồi thì mình xin phép được nghỉ ngơi và ăn sáng. Thì chiều nay khi mà rảnh á, mình sẽ đi vòng vòng chợ Phước Hải và mình quay những cảnh biển ở Phước Hải cùng với những hoạt động buổi chiều. Nếu như mà chiều nay may mắn không có mưa thì mình sẽ dắt mấy đứa nhỏ nó đi tắm biển ha.
Tại vì sáng nay khi bước chân xuống á, thì thấy trời mù mịt và mưa nữa mọi người ơi. Không biết là chiều nay thời tiết có chiều lòng người hay không. Hy vọng là chiều nay sẽ được nắng đẹp ha, để mình đưa mấy đứa nhỏ nó đi tắm biển. Thì thời gian sắp tới mình sẽ ở thị trấn Phước Hải một thời gian. Mình sẽ review tất tần tật những nơi nào, chợ Phước Hải có cái gì, bán những hải sản nào, và đi đâu chơi ở khu vực thị trấn Phước Hải này. Mời mọi người theo dõi những video tiếp theo của mình để được biết thêm nhiều về Phước Hải nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hãy like, subscribe cho mình, đăng ký cho mình, và để cho mình có động lực làm thêm thật nhiều video mới nha. Cảm ơn và chào tạm biệt mọi người. Mình xin phép được nghỉ ngơi tí đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.